Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi khi đông qua, xuân tới thì vũ trụ, càn khôn lại có sự chuyển mình. Vận khí của mỗi người khi sang năm mới cũng có nhiều đổi thay. Việc nắm bắt thông tin tử vi các năm của 12 con giáp giúp mỗi người có thể xu cát, tị hung, tìm lành, tránh dữ. Từ đó tạo điều kiện để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, ngày càng thịnh vượng trong năm tiếp theo. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ vận trình năm 2021 của 12 con giáp. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem để có thể biết được trong năm tới có gì thay đổi hay không. Từ đó tìm được cách ứng xử, hành động phù hợp với thời gian, hoàn cảnh thực tiễn và bớt đi phần nào khó khăn trong năm 2021 để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên là tuổi Tý. Tử vi tuổi Tý trong năm Tân Sửu, Tý Sửu làm nổi bật lên quan hệ lục hợp, đem tới nhiều may mắn. Đây là một năm mà vận số của người tuổi Tý tương đối hùng mạnh, xứng đáng để kỳ vọng. Về cát tinh, bạn được văn xương tinh và tuế hợp che chở, giúp phát huy và duy trì sức mạnh tuyệt đối của bản thân, đem tới nhiều việc tốt. Năm nay, người tuổi Tý được quý nhân lục hợp che chở, cho nên tuổi Tý nhất định phải nỗ lực bằng trăm, bằng 10 người khác để tận dụng vận may này. Dù học hành hay sự nghiệp, bạn đều sẽ chạm tới cảnh giới cao nhất. Cũng lưu ý đừng tự đắc ý sớm, đến lúc vận may qua đi lại không tránh khỏi trắc trở, khó khăn. Luôn phải có tâm lý chuẩn bị sẵn sàng. Tử vi tuổi Tý năm 2021 về mặt hung tinh có bệnh phù và mạch viện đe dọa. Tuổi ngàn vạn lần không thể chủ quan, cần đề cao cảnh giác, nhất là về mặt sức khỏe, tránh để bệnh tật đánh đổ mình. Tiếp theo là tuổi Sửu. Bước sang năm 2021, tức năm Tân Sửu, cũng chính là năm bản mệnh của con giáp tuổi Sửu. Vi phạm thái tuế nên vận thế của bạn sẽ có phần kém hơn những năm khác. Năm nay có các hung tinh thái tuế, kiếm phong, phục thi và hoàng phiên tọa mệnh mang đến nhiều rắc rối cho bạn. Cũng may còn có tuế giá cát tinh hỗ trợ, nó có khả năng giảm bớt một chút tác dụng, nhưng không được nhiều. Tử vi tuổi Sửu năm 2021 cho thấy căn khí cứng nhắc, không có nhiều cơ hội mới mẻ. Bởi vậy, phải cố gắng nỗ lực hết mình, nếu không bạn sẽ sa vào nhiều chuyện phiền phức. Người tuổi Sửu nếu có thể đủ tỉnh táo để nhận thức được tình cảnh hiện tại, tích cực tìm ra cách đối phó, giữ cho mình một tinh thần mạnh mẽ thì có thể vượt qua một cách thuận lợi. Đồng thời, bạn cũng nên xử lý tốt các mối quan hệ của mình, chỉ nên kết bạn với những người tốt và thực tâm với mình. Đến lúc rơi vào cảnh đường cùng mới nhận ra sự trợ giúp tốt nhất. Tuổi Dần. Bước sang năm 2021, tức năm Tân Sửu, tuổi Dần có vận thế khá bình thường. Bản mệnh sẽ cảm thấy tinh thần có phần khó chịu, bức xúc do bị sao cô thần trực tiếp ảnh hưởng đến cảm xúc, thường xuyên suy nghĩ khó chịu, nặng nề. Sao Hồng Loan sẽ mang đến vận đào hoa khá thắm. Tuổi Dần còn độc thân nên nắm cơ hội này. Tuy nhiên, những người đã kết hôn hoặc có đối tượng rồi có thể vướng chút phiền muộn. Thiên Ất Tinh là ngôi sao may mắn sẽ mang đến vận may khá tốt. Nếu gặp thời điểm khó khăn, bản mệnh có thể biến nguy thành an. Tuổi Mão. Tuổi Mão năm 2021 có vận thế bình thường. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nhiều hung tinh như Tang Môn, Địa Táng, Phi Đầu khiến cho bạn cần phải đề cao cảnh giác. Trong công việc thì đề phòng mưu hại. Người tuổi Mão tính cách nhu nhược, làm việc lề mề, cho nên cuộc sống tương lai của bạn rất dễ gặp bất lợi. Tử vi tuổi Mão năm 2021 dự báo bạn cần nhìn lại các mục tiêu của cuộc sống, không ngừng thay đổi để khiến bản thân tốt hơn. Đồng thời, không nên phí thời gian vào những chuyện tình cảm không đâu, mà nên chú trọng vào học tập, sự nghiệp. Bởi lẽ, nếu bạn thiếu thốn nghèo đói, cũng không thể hạnh phúc.
Tử Vi khuyên bạn không nên quá mức đơn thuần. Đối với người khác, vẫn cần đề phòng, nếu không sẽ mang đến cho bạn nhiều vấn đề. Tuổi Thìn. Năm 2021 là năm Tân Sửu, tuổi Thìn chính thức bước vào giai đoạn tuế phá, cuộc sống gặp nhiều sóng gió, bấp bênh. Quan tát và cầu thần là hai hung tinh phá hoại, khiến cho người tuổi Thìn khó chống đỡ. Tuy trong mệnh gặp thái âm quý nhân âm thầm trợ lực, tuy nhiên khó lòng mà xoay cả càn khôn, làm chủ cục diện. Tử vi tuổi Thìn năm 2021 có nhiều mục tiêu, giữa năm có thể cảm thấy bản thân khó phát triển, nhưng bạn đừng để cảm xúc này ảnh hưởng, khiến cho bản thân suy sụp. Tử vi khuyên bạn cần phải tự tin, tin tưởng vào bản thân để có thể vượt qua chặng đường dài phía trước. Mặt khác, năm 2021 Tân Sửu, tuổi Thìn phạm thái tuế, cho nên nhất định phải đề phòng tiểu nhân, tránh bị người khác hãm hại. Tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tỵ năm 2021 tổng quan có quan hệ tam hợp với thái tuế Sửu Thổ. Đây là một năm rất tốt đối với bạn, rất đáng để kỳ vọng. Bất luận là sự nghiệp, tài vận, tình cảm và sức khỏe của tuổi Tỵ đều phát triển theo hướng tốt. Hoa cái các tinh che chở, âm thầm phát huy sức mạnh giúp người tuổi Tỵ đi vào con đường chính đạo. Chính tài các tinh giúp vận thế sự nghiệp có đột phá xuất sắc, thu về thu nhập khả quan. Có điều khách hung tinh thì đem tới vận xấu về sức khỏe, có điểm bệnh tật. Người tuổi Tỵ sẽ phải ứng phó kịp thời. Là người có nhiều lý tưởng và ước mơ, lại cần cù, chăm chỉ, nên năm 2021 sẽ đem tới nhiều cơ hội cho bạn. Nhưng nhớ đừng quá lao lực, bôn ba, sức khỏe mới là cái gốc của tiền tài. Tuổi Ngọ. Năm 2021 là năm Tân Sửu, có các tinh thiên tài che chở vận kiếm tiền, đầu tư. Tuy nhiên, tuổi Ngọ phạm xung thái tuế nên rất có thể sẽ phải chịu một đòn khá nặng, khiến nhiều mặt đều bị đả kích nặng nề. Có thêm rất nhiều hung tinh khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của con giáp. Tử vi tuổi Ngọ năm 2021 dự báo bạn sẽ gặp nhiều giông bão. Người tuổi Ngọ thường có một tính cách rất ngang bướng, không muốn quan tâm đến các yếu tố bên ngoài và con mắt của người khác, hành động luôn nóng vội, hấp tấp. Điều này chắc chắn sẽ khiến tuổi Ngọ gặp phải những tình huống nguy hiểm hơn trong năm 2021, mọi việc rối tung. Bởi vậy, nhất định không được xem thường, phải cảnh giác cao độ. Sự nghiệp cũng vì thế mà trong năm này hiếm khi tạo ra được những bước nhảy tích cực mới. Tuổi Mùi. Năm 2021 là năm Tân Sửu, tuổi Mùi phạm thái tuế, cuộc sống, sự nghiệp, tài vận, tình cảm, khỏe mạnh, biểu hiện cũng sẽ không được đặc biệt tốt. Đúng như tên gọi, lan can sẽ tạo ra nhiều trở ngại và rắc rối, khiến con đường sự nghiệp của bạn gặp nhiều khó khăn. Đại hào có tác động đáng kể đến tài lộc của bạn, khiến cho tiền tài hao hụt đội nón ra đi. Thái tuế Sửu Thổ gặp Mùi Thổ sinh ra Tỵ Kiên là cát tinh. Một mặt khác, nó đại diện cho đời sống sinh hoạt hưởng thụ và tài lộc của bạn. Tuy nhiên, năm 2021 hợp thành bố cục tuế phá giữa tuổi Mùi và năm Tân Sửu. Vận thế phạm xung thái tuế lại ẩn hung sát ám kim tương đối xấu. Điều này không tốt cho sức khỏe và tình hình tài chính. Nó sẽ khiến bạn rơi vào tình trạng tiêu cực. Tuổi Thân. Tử vi tuổi Thân năm 2021 quan hệ với thái tuế. Tử vi tuổi Thân năm 2021 quan hệ với thái tuế hài hòa, được quý nhân âm thầm giúp đỡ. Bản mệnh năm nay có nhiều cơ hội để phát huy tiềm năng, lại được tướng tinh lâm môn nên công danh và quyền lực càng thêm tăng tiến. Ý chí phấn đấu ngùn ngụt, đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp, được cấp trên và đồng nghiệp công nhận. Bước sang năm 2021, vận trình tài lộc của những người cầm tinh con khỉ có thể nói là tốt hay xấu, cứ theo nhịp độ đã định mà tự sắp xếp cuộc sống và công việc của mình. Năm Tân Sửu, sao thái âm chiếu mệnh, có thể được quý nhân chú ý khi làm việc gì cũng có lợi cho nơi làm việc và thi cử. Tuy nhiên, bạn cần phải cố gắng nhiều hơn vì sao thái âm không trực tiếp chiếu mệnh nên cần phải tiếp tục phấn đấu. Đồng thời, sao thái âm chiếu mệnh cũng mang đến các sao may mắn là các sao thiên hỷ, bảo an, thiên giải, rất tốt cho vận may trong thi cử và có thể hóa giải những rắc rối khi gặp phải chuyện rắc rối. Đồng thời, cũng tốt cho hôn nhân và dễ gặp những chuyện hạnh phúc. Tuy nhiên, có một điều kiện tiên quyết cho tất cả những điều trên, đó là người ta cần phải cố gắng để giành lấy cơ hội và không bỏ cuộc.
năm 2021, Thái Tuế khiến kiếp tài của tuổi Thân đại diện cho đối thủ cạnh tranh, mang ý nghĩa của người tranh đoạt, tiền tài của bản mệnh, anh em bạn bè liên lụy đến túi tiền của mình. Đồng thời, Thái Tuế mang theo hung sát, nguyên thần, quan phù hai hung tinh rất xấu. Trong năm Tân Sửu, dự báo một năm của tuổi Thân sẽ gặp nhiều điều bị kiện cáo, không thu nạp được tiền của, phạm phải hung tinh dẫn đến thất nghiệp, thiệt hại, tai họa. Đồng thời, hao tài tốn của, giá đạo bất hòa. Tuổi Dậu. Bước sang năm 2021, tức năm Tân Sửu, tuổi Dậu với tuổi Sửu có quan hệ tam hợp, trước mắt sẽ có nhiều triển vọng tích cực. Sao Lộc Huân thúc đẩy sự nghiệp phát triển, sao Giải Thần giúp giải trừ vận xui trong chuyện tình cảm. Chỉ có sao Trầm Phù có thể sẽ tạo ra một số xui xẻo về mặt tài vận, chỉ cần chú ý cẩn thận là được. Mặc dù nói vận thế cả năm khá tốt, nhưng cũng không phải là chắc chắn 100%, còn tùy vào khả năng của bản mệnh. Nếu không cẩn trọng sẽ khiến cho công sức cả năm trở thành dã tràng. Hơn nữa, tính cách của tuổi Dậu không quá tốt, có phần bướng bỉnh và mạnh mẽ, vì thế mà khó bình tĩnh để làm việc. Con giáp này cần chú ý giữ gìn tốt quan hệ xã giao, tỏ ra khiêm nhường, lễ nghĩa, không nên gây thù chuốc oán, giảm thiểu vận xui trong năm mới. Tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất năm 2021 phạm hình Thái Tuế, vận trình tương đối ảm đạm. Hung tinh quyền thiệt mang đến sự tranh chấp, cãi vã, thậm chí còn rước lấy thị phi liên quan đến tòa án. Quả túc khiến tinh thần sa sút, vận thế suy sụp. Xảo sát tương ngộ chuyện xui, gặp nhiều rủi ro, công việc gặp khủng hoảng. Người tuổi Tuất trong năm Tân Sửu 2021 nếu có thể đủ tỉnh táo để nhìn nhận cục diện thì dù không thể trốn tránh cũng đừng quá mức liều lĩnh. Nếu lúc gặp khó khăn phải hết sức bình tĩnh, nhìn nhận vấn đề và đưa ra sức giải quyết. Bạn phải tin tưởng luôn có một con đường sống dành cho bạn, sau cơn mưa trời lại sáng. Tuổi Hợi. Tuổi Hợi năm 2021 vận trình không được bằng phẳng. Dịch Mã khiến công việc của bạn gặp nhiều biến động, có thể sẽ phải thường xuyên đi công tác hoặc đi làm ăn xa. Điều khách gây áp lực về tinh thần mà sức khỏe gặp tổn hại, người này cần phải nâng cao cảnh giác. Cũng may trong năm Tân Sửu 2021 còn có Thái Cực Quý Nhân cùng Kim Dư Quý Nhân, đều có thể tại thời điểm khó khăn trợ giúp người tuổi Hợi vượt qua gian nguy, nghênh đón tài lộc. Trong năm này, người tuổi Hợi nhất định phải chăm chỉ, chịu khó, dù là học tập hay công việc đều không thể lười biếng. Đồng thời, bạn cũng xem trọng tiền bạc, không nên chi tiêu bừa bãi, dạng này rất khó tích lũy đến tiền, sẽ chỉ làm cho tình trạng kinh tế của bạn càng ngày càng trì trệ. Mặt khác, không nên quá tham ăn, nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng của bản thân để có một cơ thể khỏe mạnh. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.